Trời ơi, trễ giờ của tôi rồi, ghi hình, chuẩn bị ghi hình đi. Phát thanh viên đâu rồi, phát thanh viên, MC. Cái gì vậy trời, tao nói đang đánh kem, đánh phấn trong kia, trời ơi, đổ mồ hôi trôi son phấn. Mới đánh có 8 lớp mà đã kêu ra đây rồi là giật giọng hà. Chưa kịp làm gì hết trơn, trời, trời đất ơi, chưa bận được đồ quần áo gì đó. Sao cái quần xà lõn ở nhà vô đây nè. Tao nói giờ mà trước lộng lẫy lồng lộn vậy nghe, trước sao nè. Đó trước cái mặt như cái mặt trời, ở sau như cái mặt trận vậy nè. Trời ơi, chưa từng thấy tưởng tượng một cái con nào như cái con phải chờ phục trang hết trơn. Trời đất ơi, tôi hiền quá mà sao để tôi chửi hoài vậy? Tôi hổ quá mà. Sống lên sống nè. 3. Ê, cho cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, tôi, biên tập viên Thanh Vàng, Melly to khỏe đẹp trai, yêu thể thao, cao 1m8, yêu hòa bình, ghét chiến tranh, thích màu xanh, mê màu hồng, tím la, tím liệm, lấp la, lấp lánh, ánh kim cương, Dương Thanh Vàng, kính chào quý vị. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với chương trình điểm tin thời sự nóng bỏng lồng lộn một ngày qua và 3-4 tuần tới. Trên chương trình kênh truyền hình 8 Xuyên Việt, trước tiên sẽ là một tin hấp dẫn, vui nhộn và rất sung sướng hạnh phúc khi thông báo rằng gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, thảm thiết, tân dòng sông ly biệt, nghìn trùng xa cách, đau tét nách, băng bộ đầu lòng báo tin. Chị, em, bạn chúng ta là bà đạp cổng sông vô hẻm, cạp nát cái Lê Thị Kim Ma, cộng đồng mạng đã từ trần lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hồi chiều nay. Mặc dù đã được các y bác sĩ chuyên khoa thần kinh, nội, ngoại, sản phụ khoa tận tình cứu chữa, nhưng do phát sốt liên tục và thường trực 24/7 La Mã. Tuy nhiên, bà đã giờ chút hơi thở sau cùng khi clip nữ sanh quánh nhau được tung lên mạng cách đây vài giờ. Với những chiến công và đóng góp trong công cuộc xây dựng làng mặt sách của bà, thì bà đã được phong tặng danh hiệu vì sự nghiệp phát sốt không ngừng nghỉ và quý hiệu mấy chục năm phản cảm. Tiếp theo sẽ là tin vệ sanh môi trường. Kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được đọc một bài thơ. Đang đi trên đường, bỗng thấy bất thường, dừng xe xuống đường, úp mặt vô tường, ngẩng mặt lên trời nhìn sung sướng, huýt sáo du dương, thấy bình thường trở lại, leo lên xe đi tiếp. Và khi anh đi ngang hàng cây xanh mướt, anh đi qua rồi hàng cây bỗng nhiên bị ướt, không hiểu lý do. Tiếp theo, do sự cố về lỗi kỹ thuật cho nên là chương trình tạm gián đoạn, xin quý vị và các bạn thông cảm. Bà cố nội nó, trời đất ơi, mụ nội nó nghĩ sao vậy, kêu xịt rồi đó hả, kêu xịt thuốc mũi rồi sao vậy, tôi nổi tiếng quá mà tự nhiên vậy hả? Tự nhiên sao để thuốc mũi ở đây rồi cho tôi định giết tôi phải không? Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, chương trình quảng cáo vừa khép lại và chúng ta sẽ tiếp tục với dòng tin của chúng ta. Vụ án xảy ra trước giờ xăng tăng giá. Anh ơi, cúp điện rồi, bật quẹt diêm lên coi xăng xe còn hay hết đi anh. Xăng còn em ơi. Nạn nhân thọ 25 tuổi. Và dòng tin cuối cùng, một dòng tin cực kỳ quan trọng và nóng bỏng. Mọi người phải tập trung lắng nghe, tôi xin mọi người một giây công bố dòng tin này. Hãy dành cho tôi một giây để tôi công bố dòng tin này. Nghe tới đây hết một giây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại chương trình lần sau. Bạn Vàng thực sự bạn rất là tốt, một tiết mục rất là thú vị. Bạn có thể lột được hai cái tính cách. Tính cách ở ngoài là một MC chảnh chẽ la làng, nhưng vô vẫn rất là nghiêm túc. Nhưng mà tôi tiếc cho bạn một điều là bạn hình như hơi bị tham quá. Bạn phải chọn nhiều cái câu chuyện nó có sự đột biến hơn. Một mình không có sự hỗ trợ của ai hết. Khen bạn Vàng ở chỗ là cái từ ngữ hôm nay bạn xử lý rất đẹp và rất hay và rất hài. Tôi thích. Đúng là bạn cũng hơi tham. Cũng hơi tham, nhưng mà có duyên thì có quyền làm tới, không sao. Dạ.